Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết tại các tỉnh miền Bắc có đôi chút khác biệt giữa phía Đông và phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn. Trong khi khu vực phía Tây Bắc Bộ trong ngày hôm nay và ngày mai tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thì tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng chủ yếu xuất hiện cục bộ với ngưỡng nhiệt từ 35 cho đến 36 độ trên toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến ở từ 32 cho đến 35 độ. Riêng vùng ven biển phía đông khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, độ cao nhất ngày không cao, chủ yếu dưới ngưỡng 31 cho đến 32 độ. Cùng chung xu thế thời tiết đó, trưa chiều nay thủ đô Hà Nội có nắng nhiều, nhưng thời tiết vẫn còn tương đối dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 34 độ, tối và đêm tiết trời lại dịu dần, nhiệt độ hạ về còn 24 độ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong hôm nay và ngày mai tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45 cho đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 cho đến 17 giờ. Nam Trung Bộ thời tiết dễ chịu hơn, nhiệt độ ngày cao từ 31 cho đến 34 độ. Dự báo xa hơn, nắng nóng tại miền Trung có thể suy giảm từ ngày 28 tháng 4. Thành phố biển Đà Nẵng trưa nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Thời tiết tạnh giáo, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt và du lịch của người dân. Tối và đêm nay trời mát mẻ, mức nhiệt hạ về còn 26 độ, cảm giác vô cùng dễ chịu. Với thành phố Hồ Chí Minh của các tỉnh phía Nam, vào ban ngày trời nắng giáo, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ. Từ chiều tối trở đi có thể xuất hiện những cơn mưa, khả năng mưa là 30%. Quý vị nên mang theo những vật dụng che mưa bên mình để phòng những cơn mưa bất chợt. Tối và đêm nay trời mát, mức nhiệt thấp nhất là 26 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.